Tất cả dịch vụ về Liên Quân như nâng cấp skin hoặc săn quân huy và các vấn đề khác, các sếp bấm đại lý xem ở comment nha các sếp ơi. Ok, và trước mắt các bạn đó chính là màn xuất hiện của bộ trang phục Rui ở tựa game Vương Giả Vinh Diệu. Mình sẽ đưa đến cho mọi người so sánh xem hai bộ trang phục này xem các giảm hiệu ứng ra sao. Đây là về màn xuất hiện nha của tựa game Vương Giả Vinh Diệu. Đó. Còn khi mà được chuyển sang Liên Quân, bộ trang phục này được chuyển giao sang Liên Quân thì đây sẽ là màn xuất hiện này. Hơi giật một chút nha các bạn, bởi vì là trang phục mới nó cũng khá nặng. Ok, các bạn có thể nhìn rõ nét hơn và đưa ra những cái nhận xét khách quan về màn xuất hiện và ngoại hình của hai bộ trang phục ở tựa game Vương Giả Vinh Diệu chuyển giao sang Liên Quân. Đó. Và tiếp tục là hiệu biến về này của Vương Giả Vinh Diệu và Liên Quân thì các bạn nhìn thấy rất rõ. Mình thấy hình như bị cắt giảm rồi các bạn ạ. Tiếp theo, những đòn đánh tường đây. Thì khi mà tung ra đến từ Liên Quân chiêu thì nó sẽ nắm nhanh hơn, kiểu đánh tường nhanh hơn. Chiêu 1 đấy nhá. Chiêu 1 bị ngắn đi, chiêu 1 ngắn hơn này. Còn bên Vương Giả Vinh Diệu thì chiêu 1 rất là dài. Đó, các bạn có thể thấy này. Chiêu 2. Chiêu 2 vòng tròn thì cũng có vẻ bé hơn so với Vương Giả Vinh Diệu và chiêu 3 đây. Đấy. Đây là cái clip so sánh để các bạn có thể dễ dàng nhận xem xét được khi mà chuyển giao thì nó có bị cắt giảm gì hay không. Ok, và bây giờ mình sẽ đưa đến cho mọi người bộ trang phục mới nhất dành cho vị tướng Rui. Bộ trang phục sẽ được ra mắt trong khoảng thời gian sắp tới, trong tháng 10. Phù thủy thời không Rui. Quá đẹp các bạn ơi. Nhận xét qua về cái màn xuất hiện thì các bạn thấy màn xuất hiện cũng rất lâu này. Ngoài ra Rui của chúng ta đang đứng đó chính là ở giữa đại dương bao la với rất nhiều nước. Xung quanh ta toàn là nước. Ê, đấy các bạn thấy qua rất nhiều đàn cá bơi tung tăng uốn lượn ở đằng xa kia. Ngoài ra có một cái background ở đằng sau có một cái quyển sách nha, giống kiểu quyển sách phép thuật. Rui thì biểu tượng là đôi cánh, các bạn nhìn qua đôi cánh kia. Không thể lẫn được đi đâu các bạn ạ. Với mái tóc màu trắng được xóa ra rất giống với Ari Bích Hải Thánh Nữ và đậm chất anime đến từ bộ trang phục khuôn mặt này đến từng chi tiết. Đấy, đến từng chi tiết thì các bạn nha. Mời đẹp. Và sẽ có rất nhiều máy bay giấy đang uốn lượn xung quanh người Rui. Mặc dù máy bay giấy này uốn lượn được bên dưới nước thì cũng hơi bị ảo các bạn ạ. Tạo ra một cái hiệu ứng thật sự nhìn rất là đã mắt. Đây là về ngoại hình, còn chúng ta sẽ cùng vào trong một trận đấu để có thể trải nghiệm xem hiệu quả năng của bộ trang phục này ra sao nha các bạn nha. Vừa sau thì mình cũng đã đưa đến cho mọi người màn so sánh đến từ hai bộ trang phục rồi đó. Đây là hiệu biến về này. Có một cái con chim muốn thoát ra khỏi lồng và sau đó con chim này cũng đã thoát được ra khỏi lồng rồi, bởi vì cái lồng thì nó cũng đã bị vỡ. Đấy là về cái hiệu biến về nha các bạn. Đầy ý nghĩa và đầy nhân văn bởi vì chim thì cũng không muốn bị nhốt. Khi mà chúng ta di chuyển thì cũng sẽ có hiệu ứng uốn lượn như thế này. Quá đẹp. Tiếp đến là những đoàn đánh tường chương 1, chương 2 và chương 3 nha các bạn nha. Đánh ra con cá, nhưng mà thật sự là đánh ra con cá hay con chim hay con chim. Nhưng mà hiệu ứng thì nhanh quá, đánh nhanh quá. Chương 1 thì mình cũng đã review rồi. Với lần tung thứ nhất thì cảm giác như bị ngắn đi, đã bị cắt giảm, bởi vì ở Vương Giả Vinh Diệu thì chương 1 này thì nó dài hơn rất là nhiều. Khi mà các bạn tung về phía trước thì sẽ tạo ra một con đường và có rất nhiều như là máy bay giấy để bay về phía trước. Và đây là chương 2. Đấy, con chim uốn lượn bay để giống kiểu chim én dã man các bạn ạ. Đứng vào chương 2. Rồi. Rất đẹp nha các bạn nha. Thường thường là chị em rất thích cái bộ trang phục này, bởi vì Rui cũng là một trong những vị tướng mà chị em thích chơi. Chiêu 3. Đây là về chiêu 3. Tạo ra một cái lỗ hổng giống kiểu không gian.
Nhưng mà đây là phép thuật của Rui, phù thủy thời không tạo nên. Đẹp quá các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ cùng vào và trải nghiệm sức mạnh của vị tướng Rui nha. The wind lifts the leaves, attempting to pluck the stars. Ok, và đây là Rui trong bộ trang phục Thụy Mộc Thanh Long. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sức mạnh của vị tướng Rui vào thời điểm sắp sửa reset danh rồi. Cho những bạn nào chưa biết thông tin thì ngày 16 tháng 10 chúng ta sẽ bước sang một phiên bản hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ có một cái bản đồ mới, chiến trường mới, và đặc biệt chúng ta cũng sẽ reset danh nha. Chưa đầy khoảng tầm chục ngày nữa đâu, mấy ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang reset danh rồi. Thế nên là các bạn cố gắng cày danh thật là nhanh đi. Các bạn có thể vác vị tướng Rui này vào leo danh chẳng hạn. Ngày hôm nay mình đang đưa đến cho mọi người Rui phong cách đi support và cố gắng hỗ trợ bảo kê cho đồng đội nhé. Rui là một trong những vị tướng support cực kỳ mạnh các bạn ạ. Không thể vác được vị tướng này đi rừng đâu, và cũng không thể vác được vị tướng này đi mid đâu. Cái vai trò quan trọng nhất đó chính là đi support, bởi vì cái bộ kỹ năng vô cùng khó chịu. Cũng có câm lặng, cũng có khống chế, và giúp cho team chúng ta hồi máu nhanh hơn bằng việc là về tế đàn sau đó lên để có thể tham gia giao tranh trong tích tắc nha. Chưa đến một giây đâu các bạn ơi. Đấy là về bộ kỹ năng của vị tướng Rui. Thật ra thì mình cũng không cần phải trình bày quá nhiều bộ kỹ năng của vị tướng này nữa. Đây là chúng ta sẽ cùng ăn mừng khi mà vị tướng Rui sắp sửa có một bộ trang phục chuyển giao, là cái thông tin chuẩn xác 100% đấy các bạn ạ. Ôi dồi ôi, Karisi kìa. Teo nát cố lên. Chán quá. Chưa kiếm được cái mạng nào cả, ôi dồi, thêm cả Nacros chịu rồi, không cứu được Teo nát luôn. Nacros chút máu hay. Thế là mình có mạng hỗ trợ rồi. Mình tưởng Triệu Vân phát đấy không thịt được thì quá đáng tiếc. Chơi Rui thì mình cũng không mong ăn được mạng đâu các bạn ơi, bởi vì cái lượng sát thương thì rất là bé. Kể cả mình có lên full phép đi chăng nữa thì lượng sát thương rất bé. Nhưng mà thôi, mình cũng chả có hy vọng rằng ăn mạng làm gì. Ấy, có Zone này. Ôi dồi, Zone chạy một mạch về luôn, chịu rồi. Đấy, cái bộ trang phục chuyển giao thì đây là thông tin 100% là chuẩn xác nhé. Còn bao giờ ra mắt chính thức thì lúc đấy mình sẽ cố gắng mod và review sớm cho tất cả các bạn. Hiện tại thì cũng đang rục rịch có những cái bộ trang phục có những bộ trang phục ra mắt, nhưng hiện tại thì mình chưa có mod được các bạn ạ. Thế nên là các bạn chờ đợi cho mình khoảng tầm 1-2 ngày tới thì mình sẽ đưa đến cho mọi người sau về cái màn tổng hợp những cái bộ trang phục chuẩn bị ra mắt Liên Quân. Rất nhiều bộ trang phục đẹp đấy các bạn ơi. Ổ quá gờ. Euron tiên địch, nó thấy mình kiểu sát thương bé là nó cứ thế, nó đánh vào mông, đánh vào má thôi. Về build đồ dành cho vị tướng Rui thì nếu như mà quan sát qua đội hình tiên địch ấy, có Euron, Tulen, Nacros, Zon và Karisi thì thực sự là cũng không có khống chế cứng quá mạnh mẽ, cũng không có khống chế kiểu như là giống như kiểu Gidu khó chịu. Thế nên là mình sẽ lên đó chính là trang bị phụ trợ nha mọi người. Phụ trợ này sẽ là trang bị búp máu cho đồng đội. Đây là một trang bị giúp cho đồng đội chúng ta bám trụ được đường lâu hơn nha các bạn. Giờ chỉ còn một mình Zone ôm trụ thế này, mỗi tội nó dọn lính nhanh quá này thì Zone này không giết được rồi. Zone quả đấy ôm dọn lính rất nhanh. Chứ không phát đấy mà còn lính chắc chắn thì mình sẽ băng trụ luôn rồi nhá. Và đặc biệt chơi Rui các bạn cũng cần phải chú ý quan sát qua về minimap để có thể di chuyển hỗ trợ team. Này Nacros này, Nacros đây, Nacros. Nacros bốc cười. Hay quá Triệu Vân ơi. Ôi, bây giờ mình sẽ tranh thủ lên đường trên để hỗ trợ cho thanh niên đường trên nhá. Chỉ còn mình thấy qua đường trên đánh nhau ghê quá, Skirt lẫn cả Euron. Em tới đây, em tới đây. Trước tiên là mình sẽ cần phải núp bụi để chờ đợi xem Euron tiên địch đang ở đâu. Ui, về à? Ơ kìa, mới lên ganh một cái thôi, ai ngờ lại về. À rồi rồi rồi, bạn ấy lại lên rồi. Thế này thì hai úp một không chột là cũng què. Ấy, thêm quả cái chiêu cuối nữa để gọi đội lên nha mọi người. Ấy. Nào Skirt ơi, bạn về đi bạn ơi. Yếu không thích ra gió chịu rồi. Mình gọi đồng đội mà không có ai lên à. Nào để mình dịch chuyển lên thử. Ây có Teo nát đây, cố lên bắn đi bạn ơi. Bắn đi, bắn đi, đúng rồi, đúng rồi. Ui giời ơi, nó có quả cầu bất tử kìa. Ây, cứu, 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 cứu. Cố lên Teo nát trả tù cho mình đi. Nó lại có quả cầu bất tử lắm. Quả cầu bất tử vách trưởng. Rồi Triệu Vân và Teo nát. Làm được không? Tuyệt vời. Tôi thì mình cũng cảm thấy toại nguyện các bạn ạ. Trước phát đấy mà mình chết mà đồng đội của mình cũng không ăn được cái mạng nào cả thì buồn lắm.
bởi vì mình hỗ trợ là nhiệt tình, hỗ trợ hết mình rồi. Một trận đấu quá cân bằng các bạn ạ, team mình ăn 4 và team địch cũng ăn 4 và mình cũng hỗ trợ 4 luôn nha mọi người. Đấy, chuẩn bị lại có án mạng xảy ra rồi. Đeo nát đấy thì ngay mà. À, chúng ta có thể phá đối phương bằng cách là sử dụng chiêu 1, vừa sử dụng câm lặng một phát các bạn tung thêm một lần nữa đến từ chiêu 1 là các bạn sẽ đẩy. Kiểu như là các bạn sẽ hất đối phương sang một bên đấy các bạn. Đấy là chiêu 1 có khả năng khống chế rất khó chịu và khống chế diện rộng nha. Sử dụng được chúng càng nhiều tên địch càng tốt. Còn chiêu 2 giúp cho đồng đội chúng ta có thể về được rất là nhanh, thay vì ấn cái nút biến về chờ đợi lâu thì chúng ta có thể sử dụng chiêu 2 đặt ra dưới chân để đồng đội có thể di chuyển vào biến về rất là nhanh. Một phát về tế đàn không phải chờ đợi hồi máu. Thường thường chúng ta ấn biến về là sẽ cần phải chờ đợi hồi máu ở tiến từ tế đàn. Có đây sử dụng chiêu 2 của Rui, về một phát là phun máu luôn. Sau đó chúng ta dịch chuyển lên bằng cái chiêu cuối Rui, kích hoạt chiêu cuối đồng đội chúng ta có thể tới rất là nhanh. Đối với những bạn nào mà kiểu chưa biết bộ kỹ năng của vị tướng Rui thì mình giới thiệu qua như vậy nhé. Mà thật ra thì mình thấy ấy, kể cả các bạn, nhiều bạn chơi Liên Quân thì các bạn chỉ chơi một vài con thôi, các bạn không chơi hết tướng. Nhưng mà các bạn cần phải chú ý tới một điều là kể cả các bạn không chơi nhưng các bạn cần phải biết được bộ kỹ năng của tướng đối thủ. Thì như vậy chúng ta mới có cách khắc chế nha. Chứ không biết chiêu của nó như thế nào, chiêu của nó ra sao thì làm sao đối đầu. Đấy, ví dụ mà các bạn chơi Zone mà các bạn đối đầu Nagrod không biết chiêu nó ra sao, nó cơ động như vậy thì làm sao đuổi nổi đúng không? Úi trời ơi, về rồi. Tulen chắc cay. Tulen phát đấy là cực kỳ cay bởi vì mình còn chút máu mình vẫn về được thành công. Phát đấy là đúng thật là các cụ gánh còng lưng các bạn ạ. Chứ không phải do may mắn đâu, các cụ gánh còng lưng phát đấy luôn. Chơi game mà cũng phải để các cụ gánh còng lưng thì các bạn biết rồi đấy. 8-6, mặc dù trận đấu này giao tranh liên tục mà cái điểm mà gục thì mình thấy cũng hơi ít. Và cái thời điểm gọi là gần 7 phút đồng hồ cái điểm hạ mạng ấy, hạ gục thì nó cũng hơi ít. Sau trang bị phụ trợ thì mình sẽ lên đó là giày kiên cường nha. Tiếp đến là sách truy hồn, đây là cái thằng Euron này. Phải lên sách truy hồn, đóng sách truy hồn để giảm đi khả năng hồi phục máu của nó. Chứ nó bổ chiêu 2 là nó hồi máu ghê lắm. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ lên mặt nạ Merit để tăng thêm khả năng cấu rỉa rất là tốt nha. Rồi đến triệu băng để có thể làm chậm trang bị cuối cùng sẽ là trang bị gươm nghìn chiết. Đây là về video này, các bạn có thể áp dụng theo. 9669 rồi. Lấy trụ nhanh nha, lấy trụ nhanh. Ui thổi, tìm địch lại ra thủ rồi. Nhưng mà Tulen dọn lính thì không triệt để, thế nên chắc chắn cái trụ này sẽ thuộc về team mình thôi. À, team địch kéo nhau lên đường trên rất đông. Nào, tiếp tục là lên đường trên nha. Ui dồi ôi, đồng đội của mình đâu hết rồi. Ôi ôi, tôi, Chumina. Bớ một nhà người ta, Chumina cứu Tulen. Đố Tulen bắt được em. À hi hi, không bắt được, làm tó. Tulen không bắt được mình các bạn ạ. Thôi, chắc có lẽ mình về đây. Đặt chiêu 2 trong bụi này. Đấy. Về được rất nhanh, Tulen đang đi tìm mình ấy. Các mặt tìm vào mắt ạ. Tìm vào niềm tin và hy vọng. Rồi sau đó Tulen không tìm được luôn. Mặc dù bạn ấy đoán được đúng hướng nhưng lúc đấy là mình cũng về rồi. Có Triệu Vân nha, để hỗ trợ Triệu Vân ơi, bố, bạn ơi, bố. Đúng rồi. Nhưng mà khó ăn được quá. Tính ra thì mình toàn chất tướng cơ động thôi để mình di chuyển ra hỗ trợ Triệu Vân nha. Chứ còn Nagrod đang ốp như thế này. Chiêu cuối của mình chưa có đâu. Mình chưa thể gọi được đồng đội nha. Sắp có chiêu cuối thôi, yên tâm. Cố trụ đi Triệu Vân. Triệu Vân không trụ được. Ron nắm gì đấy? Ảo tưởng này. Định nuốt cả mình. Các mà nuốt. Team địch là có một vài thanh niên rất ảo tưởng nhá. Thêm cả Karisi team địch. Đấy. Ảo tưởng là như vậy đấy các bạn. Có sách chiều ở đây rồi. Căn bản mình chơi với vai trò là support. Thế nên các bạn thấy qua mình lên đồ rất là chậm. Lý do lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra vàng. Nghèo lắm. Cả tuổi thanh xuân này dành hết cho đồng đội. Đấy. Mới lên được 3 trang bị thôi. Cũng nghĩa là kiểu như là mình không được farm mấy đâu. Căn bản mình hỗ trợ đồng đội là nhiều. Team mình là lấy được trụ nhiều hơn. Vậy nên cũng đang chiếm được khá nhiều lợi thế. Triệu Vân đang một mình ăn Seta. Từ từ nha Triệu Vân ơi. Bạn không kêu đồng đội gì cả. Đây mình ra mình hỗ trợ bạn đây. Bây giờ chỉ sợ đối phương ra cướp thôi. Chứ còn ôi trời ơi, team địch đông lắm. Team địch là mình thấy rất đông. Có cả Nagrod, có cả Karisi đây này. Mình không thể ngăn cản đối phương mất sự Seta rồi còn đâu. Ôi rồi, vỡ trận rồi. Cái thằng Euron đây này. Đấy, tụm 3, tụm 5 vào mới thịt được Euron. Cuối cùng mình cũng đã có được một mạng rồi, làng nước ơi. Cuối cùng là mình cũng đã có được một mạng sau bao nhiêu sự cố gắng các bạn ạ.
Thật ra thì mình cũng hạn chế ăn mạng, nhưng căn bản nhìn bị âm mạng mình nhìn thấy chán quá. Bởi vì nếu như mà 01 thì nó chán hơn so với 11. Ấy, ôi, Nacrot đây. Nacrot này đừng có chê mình đam bé nha. Đến tầm này đam của mình cũng to, sử dụng chiêu là cũng mất một cục máu đấy. Dương mạng rồi chứ không phải âm mạng nữa đâu. Bây giờ Thiên Địch đang tính ép đường giữa, mình chỉ cần thả cái chiêu cuối ở đường giữa thôi là đồng đội của mình có thể tiếp cận đường giữa rất nhanh để thủ trụ đường giữa nhá. Đấy, carry C kìa. Carry còn C còn chút máu. Thế là được rồi. Thế là mình thủ nhà thành công đấy. Chỉ cần kích hoạt mỗi chiêu cuối thôi, gọi đồng đội tới ăn hồi. Gọi đội Rui là chơi như vậy. Thiệt. Zone vừa xong phải đầu tư đến cả tốc biến, chơi chắc dã man luôn. Bây giờ cố gắng bắt lẻ được ai bắt lẻ nhá. Bắt lẻ luôn cái thanh niên Euron này. Vất vả quá. Trời đất ơi, team mình rất vất vả để giết được Euron. Scott ơi, bạn về đi. Anh kia làm cái gì vậy? Ôi dồi, mủ mắt rồi. Danh cũng danh cao thủ rồi mà di chuyển cái kiểu gì không biết được các bạn ạ. Quá nghiệp dư, không biết là bạn có xem được cái clip này không. Di chuyển đáng ra bạn không chết đâu, mà bạn ấy di chuyển quanh cái bờ tường kiểu Chả biết giải thích ra sao. Mình thấy bạn ấy di chuyển để làm sao Thiên Địch ăn được mạng rất là dễ dàng. Bây giờ ngăn cản làm sao để cho đối phương không ăn được cái con rồng này nhá. Kéo nát ơi. Một là bạn về, hai là bạn ở lại bạn ăn rồng. Bạn chọn cách nào? Ôi bạn về à? Thế này thì mình phải đỡ cái con rồng này rồi chứ không nó mất máu mất. Chứ không nó về nó hồi máu. Đấy. Triệu Vân thì bây giờ cũng không còn quá nhiều máu. Bây giờ chỉ... Ui dồi ông Triệu Vân ơi, ông Triệu Vân ông kéo cái con rồng ra làm gì? Đấy để bây giờ nó về nó hồi máu. Mình sắp có chiêu cuối rồi nhá. Yên tâm cứ về đi, mình gọi đội lên một cái chiêu cuối thôi là đồng đội của mình có thể tiếp cận được. Rồi xong Karisi này. Karisi thì địch không ai bảo kê mà mình cũng hết máu. Yên tâm mình lại lên được. Tiếp cận giao tranh rất nhanh, nhưng địch mất 3 người. Còn Tulen cố chấp còn ở lại. Rồi một chút máu. Ôi Tulen kéo nát bắn. Hay. Thắng rồi. Đâm thẳng xuyên thủng thôi. Tính ra thì mình lười chơi các vị tướng support, nhưng mà mình chơi support vẫn được nha các bạn. Mình cảm thấy là mình chơi support vẫn ổn. Đấy, hỗ trợ đến 19 mạng và ăn 2 mạng. Có nghĩa là 21 mạng có mặt của team, trong đó team mình 24 mạng. Là mình thấy mình support cũng ổn. Và các bạn nếu như mà thấy ổn thì đừng quên dành tặng cho mình xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì chắc chắn là kết thúc clip thôi. Kết thúc trận đấu thôi, chứ còn Nacrot thì chúng team mình ra thủ hơn có mặt thủ. Thù và niềm tin và hy vọng. Ok, bye mọi người, bye bye.